Đôi tay chảy xệ làm bạn thiếu tự tin và mệt mỏi. Một cánh tay mềm nhũn, nhão mỡ sẽ làm xấu đi vẻ ngoài của bạn, thậm chí hủy hoại toàn bộ vóc dáng. Vậy nguyên nhân nào đã gây ra mỡ ở cánh tay? Mỡ cánh tay thường do sự tích tụ lượng mỡ thừa quá nhiều quanh vùng cánh tay. Sự tích tụ mỡ ở những bộ phận khác trên cơ thể khá dễ để loại bỏ. Tuy nhiên, giảm mỡ cánh tay lại rất khó. Tuổi tác cao cũng là một nguyên nhân gây mỡ ở cánh tay. Tỷ lệ trao đổi chất giảm theo độ tuổi. Điều này có nghĩa là lượng calo đốt cháy sẽ thấp hơn. Đó là lý do gây mỡ ở cánh tay. Ít vận động và không tập thể dục thường xuyên sẽ gây tích tụ mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở vùng cánh tay. Ngoài ra, tăng cân nhanh cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra mỡ ở vùng cánh tay. Bài tập giảm mỡ bắp tay tại nhà ngay sau đây sẽ nhanh chóng giúp bạn có đôi tay thon, gọn, quyến rũ mà không tốn nhiều công sức. Một, bài tập cơ tam đầu. Bài tập này không chỉ làm tan chảy mỡ thừa ở vùng cơ tam đầu mà còn giúp cánh tay săn chắc và thon gọn. Đối với động tác này, bạn không cần dùng tới bất kỳ dụng cụ nào. Bạn có thể thực hiện trực tiếp trên sàn hoặc thảm tập. Ngồi trên sàn, hai chân khép vào nhau, hai tay đặt trên sàn, rộng bằng vai, sau hông khoảng 30cm. Các ngón tay hướng về phía hông, lòng bàn tay úp xuống. Gập hai gối, duỗi thẳng hai cánh tay và nâng hông lên. Cách này sẽ đặt trọng lượng lên hai cánh tay. Cong cùi chọn, hạ thấp hông xuống sàn, đảm bảo hông không chạm sàn. Hai, bài tập nhún cơ tam đầu. Bạn có thể thực hiện bài tập này tại nhà với ghế cao khoảng 60cm hoặc một cái bàn nhỏ. Toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ đè lên cơ tam đầu để làm căng cơ. Đặt một chiếc ghế hoặc bàn cố định. Đứng trước ghế khoảng 90cm, xoay lưng lại và đặt hai tay lên cạnh trước của ghế hoặc bàn. Hai tay rộng bằng vai. Bước từ 3 cho đến 4 bước về phía trước. Duỗi thân người trên, hạ thân người xuống, sao cho hai gối ngang hàng với chiều cao của ghế hoặc bàn. Cong hai cùi chỏ và hạ thấp thân người xuống càng gần sàn càng tốt. Quay trở lại tư thế ban đầu, thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 20 lần. Bài tập plank đi sang bên. Bài tập plank đi sang bên giúp làm căng các cơ cánh tay bằng cách đốt cháy mỡ tích tụ trên cánh tay. Nằm úp trên sàn hoặc thảm tập và tạo tư thế plank thẳng tay, hai tay rộng bằng vai, hai chân khép lại, duỗi các ngón tay ra, duỗi người tạo thành đường thẳng, di chuyển tay phải sang bên trái và chân trái về bên trái, tiếp tục như thế với tay trái và chân phải. Quay trở lại tư thế plank ban đầu, đổi hướng và lặp lại 3 bước cho bên phải. Hít đất. Tập trung vào cơ ngực và cơ cánh tay trong. Bài tập hít đất giúp làm săn chắc cánh tay trên bằng cách đốt cháy mỡ thừa. Thêm nữa, bạn chẳng cần tới bất kỳ dụng cụ nào khi thực hiện động tác này. Trọng lượng cơ thể đóng vai trò chính để làm tan chảy lượng mỡ cứng đầu tích tụ ở cánh tay. Nằm sấp trên sàn, hai chân khép vào nhau, thực hiện tư thế hít đất. Hai tay rộng hơn vai, cùi chỏ duỗi thẳng, cong cùi chỏ và hạ thấp người xuống. Nhớ không được để bụng chạm sàn. Thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần.
5. Bài tập hít đất nghiêng người. Bài tập này gần giống với động tác hít đất cơ bản, nhưng thay đổi duy nhất trong tư thế này là bạn cần một điểm tựa hoặc một cái bàn để tập. Thực hiện tư thế hít đất bằng cách chống hai tay vào bụng cao, hai chân khép vào, hai tay rộng hơn vai, lưng và vai duỗi thẳng để dồn trọng lượng lên các cơ cánh tay. Thực hiện 3 hiệp với 20 lần lặp lại.